Lô 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 lô. Ok, xin chào tất cả đang trở lại với kênh Duy Khả nè mọi người. Ngày hôm nay thì sau một hồi đánh thực sự là đánh với con đường môn với bốn kỹ năng nè mọi người. Thiếu cái áo nhu tình nè mọi người. Thực sự là không đạt được cái mốc 156 nè mọi người. 158 chứ. Tại vì là cái chống phái nó không đủ đọc mốc nè mọi người. Đây nè mọi người. Hiện tại là khả năng có tốc 146 thôi. Đã có sẵn trong người là một phi phong nè, càng khôn 2 cấp với lại sơn hà 3, một cấp nữa là 4 cấp kỹ năng vẫn có nè mọi người. Thì hiện tại thì khả năng có cái chống phái là 30+4, thì với cái tốc độ đánh của nó là chỉ là 116 nè mày, cộng với cái nỏ 30, cộng với nỏ 30 thì Khải chỉ được 146 thôi, thì Khải đang thiếu đến 12 tốc nè mày. Nói chung là từ giai đoạn mà bữa Khải chuyển như đường môn á, không ăn được một con boss nào luôn. Ok, nên là Khải quyết định phải đổi gì nữa để mang áo nhu tình thôi nè mày. Tuy rằng nó yếu một xíu nhưng mà có áo nhu tình nó đặt móc này nọ, mình kẹp chai kẹp lọ đánh cho đặt móc nè mày. Và nếu như lên thêm một cấp nữa thì 30+5, thì ở bên dưới dòng đỏ anh em thì thấy tốc độ đánh sẽ được là 149. Kèm với cái nỏ 30 sẽ đặt móc sẽ là bằng 179, sẽ đặt tốc 158 ở bậc càng ngồi cũng như là ở trong tống kim nó sẽ đặt móc 1261 nha anh em ơi, thì nó sẽ ok hơn nha anh em. Ok, chung là sẽ công nhận sẽ đồ nam Khải kháng khá đẹp luôn. 75+1 rồi 75 cân họ sâu ít khá đẹp, nhưng mà thực sự là phải về set nữ thôi anh em ơi. Cho anh em xem sơ lại lần đó, phải về set nữ thôi. Không về set nữ thì thực sự đánh boss cái boss này nó cũng khó, chưa nói đến cái giai đoạn mà đánh boss được lấy cái thiệp nộp cho bang á, cũng không có mà nộp luôn nè. Ở set đồ này cũng là 80 chón 80 chậm, còn nếu mà khi chuyển về set nữ thì Khải chỉ có 40 chón và 80 chậm thôi nha anh em ơi. Ưu tiên về cái áo nhu tình rồi. Rồi ok, Khải đội nữ nha anh em ơi, quyết định bữa mấy ngày rồi mà thực sự không đội nữ thì đánh chán quá. Rồi hết đồ ở đây nè, tổng số ngoài set đồ nam thì anh em đã để ý là anh em thấy nè. Tháo hết ra lại diện nữ thôi mà. Quyết định rồi. Diện nữ thì sẽ đồ nữ cũng như cũ rồi, cũng như khác. Nhưng mà mình sẽ có cái cảm giác mình đánh nó thích hơn này. Đánh đồ anh boss, đồ rao thế giới đồ, nó vẫn cảm giác thích hơn. Tại đồ đầy đủ mà thiếu đi một kỹ năng, năm ra nó bị thiếu một cái gì đó. Đánh hoài, đánh hoài, đánh gần cả tuần này rồi không ăn được một con boss luôn. Quái thiệt. Ok, diễn như nữ nha anh em. Anh em đang xem video thì đừng quên thay đổi lần này thì cho Khải một like chia sẻ ủng hộ lại chơi anh em ơi. Khải chỉ một nữ đồ đặt móc thôi nha mọi người. Rồi, đồ nữ phải lên đảo luôn, kiểu gì kiểu phải lên đảo. Mang là sẽ đồ. Sẽ đồ nữ thì Khải cũng như cũ rồi, không gì thay đổi cả. Chỉ thay đổi ở chỗ là cái áo nhu tình nó sinh lực cao hơn thôi, chứ không có gì khác cả. Cái ở lần này cái áo nhu tình cao hơn rồi, cái đồng bang này phi phong ấn chân sức là về nữ là chịu khó kẹp chai kẹp loạn tí, chịu khó kẹp chai kẹp loạn tí thì nó sẽ ok. Vì chuyển về nữ thì nó cái lượng phục hồi nó không có nữa mà mất đi 40 phục hồi, nhưng mà mình được cái 120 á, cố gắng di chuyển 120 thường xuyên là có thể né được những luồng đan thôi. Lần này sẽ tăng nhồi máu một tí. Nói chung tầm này set đồ này, set đồ nam lúc nãy thì cũng khoảng 4,5 máu, thì lần này Khải cũng tăng khoảng tầm 4,5 máu nha nè. 4,5 có thể 4,7, tại vì không có phục hồi á, đam mình to rồi thì có thể Khải sẽ tăng lên máu 4,7. Là điểm tiềm năng rồi, mệt rồi đây này. Nước yêu thế này là chắc là sợ rồi. Nè cho anh em xem nó áo đó, anh em thấy chưa? Sau khi mặc vô xong thì đặt móc ngay liền em ơi, năm kỹ năng liền khác liền luôn nè, em thấy ok chưa? Năm kỹ năng là khác hoàn toàn liền đó chưa? Đặt móc này nè, 179 là đặt móc 158 rồi đó mọi người, 158 rồi đó, không? Và tổng kim cắn thêm lệnh bài 50, phi tốc 50 thì sẽ lên được 269, thì sẽ đặt tiếp tục cái móc tiếp theo ở trong tổng kim là 261 đó, đó là một nó đã tăng thêm một cái móc thì thực sự là đánh rất là khác luôn đó. Ok, rồi. Như hôm trước Khải lên móc đó, Khải đánh top 7 được rẹt liền đó. Rồi ok, Khải tăng cái này vô nha. Máu, đầu tiên chúng ta sẽ ưu tiên lượng máu tí nữa. Rồi đó. Như lúc nãy là Khải tăng cái con nhân vật nam là Khải tăng là 880 thông pháp đúng không? Khải tăng 880 thông pháp thử nó được tay bao nhiêu. Tay 11k nó thì bao nhiêu
Ồ, tính ra máu xếp đồ này 4K9 luôn nè mà. Có thể nói rằng là xếp đồ này nó là máu cao hơn nha Nam. Nè, 4K9 máu luôn nè. Từ ở cái áo nè, gơ 194, giật thêm gần 100 máu rồi. Đây, để em xem xếp đồ nữa nè. Hiện tại cái đôi giày này quá là phèn luôn. Khả đang cố gắng tìm đôi giày nào đẹp hơn tới được Khả mua Khả thay nha Nam ơi. Đôi giày thực sự là phèn nhất trong xếp đồ luôn. Rồi, xếp đồng bang này cho anh em xem. Đây, xếp đồng bang của Khải. Đó, xếp đồng bang này hiện tại server trị giá khoảng tầm 4 triệu hơn tới anh em. Giảm giá là tụt giá rồi. Hồi đầu thì 8-9 triệu thằng này rớt rồi. Áo nhu tình này Khải mua 12 kim thì khoảng 800 nghìn. Nón này thì bước trước Khải mua 8 kim. Bao tây này Khải mua cũng tầm 7-8 kim đó. Hai món này khoảng 1 triệu thôi anh em ơi. Nói chung là cũng rẻ, không mắc lắm. Hai món này khoảng 1 triệu thôi. Đại lưng này khoảng 800 nghìn, khoảng 10 kim. 11, 12 kim gì đó. Mua lâu rồi, nhưng mà tầm này còn hiếm nè. Đạp mắt 80 chậm, 80 chó nha. Ôi, 80 chậm nha nè. Đó, 80 chậm. Nón thủ lý 17-20, sinh lực lực thông pháp. Đại lưng thủ lý 19-20, sinh lực lực. Bao tây thủ lý 11-40, sinh lực lực. Thì nói chung thì ba món này cũng được hơn 2 triệu thôi anh em ơi. Đôi giày này phèn khỏi tính này. Con ngựa này hiện tại server khoảng tầm 6 triệu hơn. Nó này khoảng 1 triệu. Trong này tổng set đồ Khả trên dưới hơn gần 20 thôi anh em, không nhiều đâu. Cho cái set đồng ba này 4 này, áo này cho anh 1 là 5 này. Này là 6 7. Con ngựa này 6 nữa 13, khoảng 15 triệu rồi. Set đồ này khoảng 15 triệu thôi. Vừa set đồ nữ này nó không được, không đẹp bằng set đồ nam nha anh em. Nó không đẹp bằng set đồ nam. Khoảng 15 triệu là đủ chơi nè. Kèm với cái ấn này nè. Ấn này 3 triệu nữa nè. Ấn này phần thủ lý 25. Rồi ok. Đó, ra đẹp không nè. Nếu như thế này mình cố gắng mình dồn thêm cho nó 5k máu đi. Thì vì mình đang có dòng thừa tướng nè mọi người. Thừa tướng nó đang có khoảng 100 máu á. Mình tăng khoảng 100 máu á. Mình dồn máu cao cao một tí đi. Mình đánh không có phục hồi mà. Dùng máu cao cao một tí để mình có thể chạy ra. Lực tay mình khoảng 11k được rồi. Này to quá phí. Giờ chết cái lạng. Đó, Khải nghĩ tăng khoảng 11k tròn đẹp rồi, đi theo Thiếu Long là 11k5. Đó, 11k. Ok chưa? Đối đi chắn lên được 5k. Ok. Đó, trừ cái dòng thừa tướng ra thì máu còn 5k nha em ơi. Thừa tướng nó có 100 máu. Bữa Khải đỡ thừa tướng 100 máu. Đó, chiếc máy xếp này thì lượng phòng thủ lại bị thấp xuống nha em. Anh em xem nè, lượng phòng thủ thấp xuống còn 75. Chẳng hỏi số còn 66, lượng kháng độc đẩy lên. Đó, còn lại nói chung là xếp đồ nữ thì nó không bằng xếp đồ nam được, tại vì lượng kháng này thấp quá. Mười mấy điểm rồi. Bao tay 11, nón 17, hay thấp. Nhưng mà giờ xe vừa tìm không ra đồ nè em ơi, hiếm lắm mọi người. Khải có hai xếp đồ, một xếp nam, một xếp nữ, cứ đổi qua đổi lại thôi. Bây giờ cũng muốn mà, muốn không được. Rồi ok anh em ơi. Đó, lần này thay đổi thì có chút thay đổi như vậy. Cái gì anh em theo dõi mà đừng quên theo dõi những buổi sandbox như hoạt động ban cùng của Khải nè em ơi. Đó, hai chủ yếu đi tống kim với lại đi kết bot phụ ban này nọ, phụ ban đánh mọi thứ thì tăng 5k máu đẹp rồi nè mày. Đó, đặt móc đánh sẽ ok hơn. Xếp đồ này tổng trên dưới gần 20 thôi nè. Nhưng này Khải có thống cơ thì nó đơn giản là khoảng 18 triệu, chưa tính cái sát, chưa tính cái sát này. Rồi, ok man. Quá tuyệt vời, 11k đẹp rồi. Rồi, Khải xuống đảo nha mọi người. Và kính chúc anh em một ngày mới xem live vui vẻ nha. Xem video vui vẻ nè mày. Và Khải hay up video vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày vào buổi trưa, cũng như là Khải hay livestream vào lúc 19 giờ 30, 7 giờ tối 30 nè mày. Anh em 7 giờ 30 tối nè mày. Anh em thích thì có đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ, hỗ trợ, cũng như là nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những buổi livestream từ kênh YouTube của Khải nè mày. Rảnh tay anh em có thể kích vào kênh YouTube sau đây anh em kênh TikTok nè mày. Cho Khải một follow ủng hộ TikTok nha mọi người. Ok, bye bye mọi người nha. Đến năm kỹ năng đẹp luôn. Đó, quá đẹp.